Hey guys, it's me again, Miss Ngân. Xin chào các bạn, lại là cô đây, Miss Ngân. Và hôm nay cũng đã là mùng năm mươi mấy Tết rồi. Và cái Tết này thì nó cũng không có dấu hiệu là sẽ kết thúc. Chưa có dấu hiệu là sẽ kết thúc. Chúng ta đang ở trong một cái quãng thời gian là mọi thứ đều chững lại. Vậy tại sao mà chúng ta không tận dụng nó để biến nó thành có ích cho mình, ok? Bằng việc là các bạn có thể trau dồi kiến thức này và đặc biệt là tiếng Anh. Như các bạn đã biết thì toàn bây giờ là chúng ta đã toàn cầu hóa hết rồi. Tiếng Anh gần như là ngôn ngữ mà bắt buộc ai cũng phải học sau ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thậm chí là bây giờ cần thêm một ngôn ngữ thứ ba nữa cơ, ok? Rồi, vậy nên chúng ta hãy cùng quyết tâm và biến cái khoảng thời gian này thật là hữu ích cùng cô nhé. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào chuỗi topics, những chủ đề. Sau khi mà chúng ta học về âm rồi thì giờ là lúc chúng mình sẽ cho những âm đó đi vào chủ đề để chúng ta nhớ lại. Ok, nhớ lại những âm mà chúng mình đã được học. Và chủ đề của ngày hôm nay là personality. Cô nhắc cô, các bạn cùng phát âm lại cùng cô nhé. Personality. Personality. Very good. Và từ này của cô nghĩa là tính cách. Ok. Rồi, giờ chúng mình hãy cùng lấy giấy bút ra để ghi lại bài học ngày hôm nay nhé. Ready? Yes or no? Go. Rồi, đầu tiên cô có một list các từ vựng là liên quan đến tính cách như sau. Và nhớ là tất cả những từ này của cô, part of speech, loại từ của nó sẽ là adjective, tính từ các bạn nhé. Ok. Rồi, đầu tiên cô có từ thân thiện, cả lớp cùng đọc này. Reliable. Reliable. Thân thiện. Hào phóng. Rồi, ai sở hữu cái tính cách này thì chắc hẳn là được mọi người rất là yêu quý, quý mến. Ok. Generous các bạn nhé, tròn môi này. Generous. Generous. Và như cô đã nói ở bài trước thì MS là một âm rất là quan trọng. Chúng ta sẽ không thể, không được skip, không được bỏ đi âm này nhá. Chúng mình sẽ phải bật âm ra một cách rõ ràng. Tiếp tục cô có từ bướng bỉnh này. Stubborn. Stubborn. Bình thường các bạn hãy nhầm là stubborn, nhưng mà nó là âm ơ các bạn nhá. Chúng mình sẽ đọc lại với cô nhá. Stubborn. Very good. Chân thành. Sincere. 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 Trong âm 2 các bạn nha. Vui tươi. Rồi, những người nào mà luôn luôn có tính vui tươi thì trẻ mãi không già. Ok, nên chúng ta hãy luôn nghĩ đến những điều tích cực. Ok. Từ vui tươi của cô tròn môi này. Cheerful. Cheerful. Kiêu căng. Chảnh cún của chúng ta đây đúng không? Cô có từ arrogant. Ok. Arrogant. Arrogant. Very good. Cởi mở. Alright. Khi học từ này hãy tưởng tượng đến hình ảnh vừa cởi vừa mở. Alright. Rồi, cô có open-minded. Open-minded. Dễ nổi nóng. Quick-tempered. Quick-tempered. Very good. Không thân thiện. Ok, tính cách không thân thiện này. Hostile. Hostile. Đó, thì nhiều bạn sẽ hơi giật mình một chút bảo cái từ hostile này nghe nó quen quen đúng không? Ok, thì các bạn đã đúng rồi đó. Từ hostile phiên âm y hệt thì chúng ta sẽ có từ chỉ nhà nghỉ tập thể, nhà ở tập thể. Ví dụ như là cô có các cái loại hình accommodation, chỗ ăn, chỗ ở khi mà chúng ta đi du lịch này. Hotel sẽ là khách sạn. Motel thì sẽ là nhà nghỉ. Ok. Cô có resort. Ok, resort sẽ là khu nghỉ dưỡng đúng không? Là sang chảnh nhất. Và một loại hình nữa là hostel, là ở tập thể, tức là chúng ta sẽ ở cùng, ghép cùng với một vài người khác. Ok. Rồi thì từ này vậy làm sao để phân biệt được hai từ này vậy cô? Trong ngữ cảnh thì chúng ta sẽ phân biệt được, còn đọc như nhau thôi. Cũng giống trường hợp của từ mặt trời và từ con trai, đều viết, đều đọc là sun, là cách nhưng viết khác nhau và nghĩa khác nhau luôn. Ok, rồi tiếp tục cô có từ hài hước sẽ là humorous. Humorous.
Very good. Bất lịch sự sẽ là impolite. Impolite. Again, impolite. Alright. Rồi, giờ các bạn sẽ có 10 giây và chúng mình nhớ cho cô nghĩa của những từ này nhé. 10 giây bắt đầu. Ok, cố gắng nào. Cô sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn cùng phát âm lại với cô nhé. Thân thiện này. Reliable. Reliable. Generous. Generous. Stubborn. Stubborn. Sincere. Sincere. Cheerful. Cheerful. Arrogant. Arrogant. Open-minded. Open-minded. Quick-tempered. Quick-tempered. Hostile. Hostile. Humorous. Humorous. Impolite. Impolite. Ok, rồi. Tính cách thì chúng ta cũng sẽ chia ra làm hai nhóm. Ở đây cô có hai cột như sau. Ok. Bên cột tay trái của cô, nó là positive traits. Cô có từ traits là đặc điểm. Các bạn hãy cùng ghi lại nhé. Cô có từ traits là đặc điểm. Và từ positive traits của cô là những đặc điểm tốt, những đặc điểm tích cực đó. Đó, những tính cách tích cực. Và ngược lại, cô có bên này là negative traits, là những đặc điểm tiêu cực, tức là những đặc điểm tồi, không tốt. Ok, rồi. Cô sẽ phân những từ chúng ta vừa học và thêm một vài từ mới vào trong hai cột này. Ok. Với những đặc điểm tốt thì cô có friendly. Friendly, chúng mình cùng comment cho cô nhá. Chắc ai cũng biết rồi đúng không? Cái này dễ. Thân thiện này. Generous, đọc lại một lần nữa nhá. Generous. Rồi, chúng mình cùng comment nào. Từ generous của cô nghĩa là gì nhỉ? Hào phóng. Very good. And từ thứ ba của cô, sincere. Sincere. Oh, từ này nhìn có vẻ khó nhớ đấy, nhưng mà từ này rất là hay gặp các bạn nhé. Đó là chân thành. Ok, sincere. Vui tươi này. Tròn môi. Cheerful. Cheerful. Đó, cái từ open. Tiếp theo cô có cái từ open. Open thì gợi nhớ cho các bạn đến hành động gì nhỉ? Mở. Vậy đây chính là tính cách cởi mở. Ok. Open-minded. Open-minded. Very good. Tiếp theo cô có từ hài hước sẽ là humorous. Humorous. Đó. Với những tính cách không tốt thì cô sẽ có những từ sau. Ok, chúng mình cùng nhớ lại với cô nào. Đầu tiên cô có từ stubborn, nhớ là âm ơ nhá. Stubborn. Từ này nghĩa là gì nhỉ? Các bạn thử comment cho cô ở phía dưới nhá. Chúng mình cùng nhau nhớ lại nào. Ok, cố gắng. Khi học thì nhớ bằng hình ảnh. Đó, tưởng tượng đến người nào mà gì đây, tính cách gì nhỉ? À, cứng đầu. Ok, stubborn là cứng đầu. Thậm chí hình ảnh mà gõ vào đầu này, cứng cứng, cứng đầu, hiểu chưa? Ok, tiếp tục, kiêu căng, ngạo mạn. Đó, tưởng tượng những người hay hất hàm. Thì chúng mình có từ arrogant. Ok, arrogant. Arrogant. Quick tempered. À, người hay dễ nổi nóng. Quick tempered. Rồi, từ hostile của cô chính là gì đấy? Thử comment cho cô luôn nhá. Không thân thiện. Very good. Và impolite là bất lịch sự. Ồ, thế còn những người lịch sự thì sao hả cô? Những người lịch sự thì chúng mình sẽ bỏ tiền tố im ở phía đầu đi nhá. Chúng mình chỉ còn polite không thôi. Ok, bất lịch sự sẽ là polite. Alright, rồi chúng mình đã nhớ lại được chưa nhỉ? Nào giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi. Ok, guessing game. Tiếp tục là những trò chơi đoán từ. Cô sẽ ra một từ và các bạn sẽ đoán cho cô cách đọc. Lần này thì chúng mình vừa đoán nghĩa vừa đoán cách đọc đi. Ok, trước thì chúng mình nhìn từ và đoán nghĩa đúng không? Bây giờ thì chúng mình sẽ nhìn cái từ đó nhưng mà cùng cô nhớ lại nghĩa của nó nhé. Rồi,
À, có 8 bắt rồi đúng không? Ok, so ready, yes or no? Go. Đầu tiên, ok, từ này của cô sẽ đọc là gì các bạn nhỉ? Từ này của cô sẽ đọc là gì nhỉ? À, ok, reliable. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây cô có phiên âm là âm thứ hai này. Reliable. Reliable. Ok. Và cái từ này nghĩa là gì nhỉ các bạn ơi? Đây là tính cách gì? Cùng comment thật nhanh nào, cùng comment cho cô thật nhanh nào. Ok, cố gắng nhớ lại nhá. Thân thiện các bạn ạ. Ok, thân thiện, reliable. Very good. Next one. Ok, từ này siêu dễ rồi đúng không? Nhưng quan trọng cách đọc là như thế nào đây? Ok, phiên âm của nó đây. Generous các bạn nhá. Generous. Generous. Very good. Next one. À, đừng quên đây là hào phóng. Ok. And oh, từ này cô vừa mới nói xong. Chúng mình sẽ đọc như nào nhỉ? Trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy các bạn ơi? Impolite. Ok, nó sẽ rơi vào âm tiết thứ 3, âm tiết cuối nhá. Các bạn cùng đọc này. Impolite. Impolite nghĩa là lịch sự. Ok, rồi những người lịch sự. À sorry, bất lịch sự. Ok. Rồi vậy những người lịch sự thì chúng mình mới bỏ tiền tố im đi được chưa nhỉ? Nó sẽ là polite, sẽ là những người có tính cách rất lịch sự. Next one. Come on, come on, guys. À, đây thì cô ra phiên âm luôn. Và các bạn cùng đoán cho cô đây là từ gì nhá. Humorous. The humorous của cô nghĩa là gì nhỉ? Thử nhớ lại trong đầu xem nào. Ok, chính xác. Đó là những người có tính cách rất là vui tự, rất là hài hước. Ok, hay pha trò. Người rất là hài hước. Nào, thậm chí từ này mà khó nhớ ấy, thì hãy nhớ đến Trấn Thành. Ok, hãy nhớ đến MC Trấn Thành, một người rất là hài hước đúng không? Humorous. Ok. Rồi, tiếp tục cô có cụm từ tiếp theo. Phiên âm của nó là âm A dài và Ơ này. Trọng âm 1. Hostel. Hostel. Ok. Nó sẽ là tính cách như thế nào đây các bạn nhỉ? Thì nhớ lại cho cô nào, từ này có vẻ sẽ là mới đây. Không thân thiện các bạn nhá. Vừa rồi chúng mình có thân thiện là reliable. Vậy không thân thiện là hostile. Nếu khó nhớ thì các bạn hãy viết hai từ đó cạnh nhau này và chúng mình đưa cái dấu mũi ngược chiều nhau. Đó, để thấy là hai từ đó hai từ đối lập. Bên này thì là reliable, thân thiện, hostile, không thân thiện. Ok. Next one. Cô có quick temper. Cô đọc từ đó ra rồi đúng không? Chúng mình có nhớ từ quick có nghĩa là gì không? Là nhanh đúng không? Tức là người rất là dễ nổi nóng các bạn nhé. Quick temper. Đây là phiên âm này. Quick temper. Alright, trọng âm 2. Next one. Let's move on. Ok, cô có từ này cũng là một trong những từ khó nhớ. Nhưng cô gợi ý này nó sẽ nằm ở bên cột cột negative trace. Negative trace. Và từ này của cô là arrogant. Ok, cho một này arrogant. Again, arrogant. Very good. Rồi. Đây sẽ là những người mà kiêu căng, ngạo mạn, hất hàm được chưa nhỉ? Alright, so cô có từ tiếp theo được phiên âm như thế này, từ này của cô đọc là gì đây? Với âm đầu tiên, đây là âm chờ trong tiếng Anh, chúng mình sẽ phải tròn môi các bạn nhé. Cheerful. Cheerful. Very good. Đây, nó sẽ là vui tươi. Những người có tính cách vui tươi. Ok. Rồi. Bây giờ thì cô chúng mình sẽ cùng đến với bài một cái bài tập tiếp theo. Cô sẽ đọc theo thứ cô sẽ đọc mà một vài từ vựng và nhiệm vụ của các bạn sẽ là chúng mình sẽ cùng xếp các từ vựng mà cô đọc vào con số tương ứng với bức tranh tương ứng về tính cách. Ok, để chúng mình nhìn hình ảnh mình thêm nhớ ghi nhớ vốn từ vựng này nhá. Ok, rồi từ đầu tiên này, the first one. Sincere. Sincere. Again, sincere. Đó. Chúng mình lại bắt đầu lục lại trí nhớ nào. Từ này sẽ xếp vào đâu đây? Ok, từ tiếp theo này. Generous. Generous. Again. Generous. Ok, so tiếp tục cô có arrogant.
Arrogant. Arrogant. Rồi, chúng mình đã tìm được vị trí của nó chưa nhỉ? Alright, so impolite. Impolite. And the last one, cheerful. Cheerful. Ok, thậm chí nếu bạn nào nhớ nhanh này, nhìn tranh cũng đoán được tính cách là gì rồi. Ok, rồi đầu tiên cô sẽ có một cô bé rất là vui tươi đúng không? Nó vui vẻ thì từ này của cô cũng chính là người có tính cách vui tươi. Và từ này của cô sẽ là cheerful. Cô ra hết mất rồi. Ok, cô ra hình từ mất rồi. Rồi, từ đầu tiên của cô sẽ là cheerful các bạn nhé. Cheerful, vui tươi. Rồi, ở bức tranh thứ hai thì chúng ta có các bạn nhìn vào khuôn mặt này. Khuôn mặt hai người này đều đang cười. Và mặt nạ của họ cũng đang cười theo. Tức là những người này không phải là những người sống hai mặt, đúng không? Ok, là những người rất là chân thành. Và chân thành nó sẽ là sincere. Sincere. Ok. Rồi, và cô có người mà hình ảnh là một người tặng cho chúng ta một món quà rất là to, to bự luôn. Đó, và từ này của cô sẽ là hào phóng. Và hào phóng là gì nhỉ? Hào phóng sẽ là generous. Ok, generous. Generous. Alright, rồi. Bức tranh tiếp theo. Đây là thứ nhất này, có hai người mặc váy, một người mặc quần. Ok, thì đây là một người đàn ông mà ngồi giữa hai người phụ nữ. Và các bạn nhìn thấy chân anh ta đang như nào đây nhỉ? Chân anh ta đang ở trong tư thế nào nhỉ? Ngô đang để dạng ra rất là to đúng không? Rất là bất lịch sự. Ok, và đây là những người bất lịch sự. Tính cách bất lịch sự là gì nhỉ? Các bạn còn nhớ không? Impolite. Impolite. Ok, và cô sẽ có từ bất lịch sự là impolite. Và nhìn cậu bé cuối cùng này, hai tay thì khoanh vào này, xong mặt thì hất lên. Thì đây chính là người có tính cách kiêu căng, sẽ là arrogant. Arrogant. Ok. Rồi, thứ tự nó sẽ ra như sau. Các bạn cùng nhìn cho cô nhá. Chúng mình sẽ cùng check lại đáp án nào, một lần nữa. Rồi, giờ các bạn sẽ có 30 giây để chúng mình ghi nhớ lại những từ vựng này. Sau đó thì cô sẽ chúng mình lại cùng chơi một trò chơi với nhau nhé. Trò chơi này có tên là Pictionary, đuổi hình bắt chữ. Đó, các bạn cũng đoán được rồi đúng không? Come on, chúng mình sẽ cùng nhớ lại cho cô. 30 giây bắt đầu nhé. Rồi, ok. Và 30 giây kết thúc. Giờ cô sẽ ra một bức hình và các bạn cùng thật nhanh lục lại trí nhớ của mình tìm từ tương ứng với tính cách liên quan đến bức hình này nhá. Ok, so ready yes or no? Go. Từ đầu tiên của cô. Gì đây? Rely on me. Cái từ rely chính là gợi ý của chúng ta đấy. Ok. Và đây sẽ là reliable. Ok. Cái từ đuôi able của chúng ta có nghĩa là sẵn sàng này, có thể là có thể này. Ok, và chúng mình cùng ghi cho cô nhé. Reliable, đây chỉ là gợi ý đó. Và đây là tính cách này, tính cách thân thiện đúng không? Ok, next one chúng mình có rồi, rất là vui vẻ. Trong cô này rất là trong trạng thái vui vẻ đúng không? Chắc chắn là người này tính cách cũng sẽ vui vẻ. Vậy ở đây cô có từ cheerful, very good. Đó, từ này chắc là các bạn dễ nhớ rồi. Cheerful. Next one. Hình ảnh này là hình ảnh cái đầu của một người đang được mở ra đúng không? Chính là người cởi mở đấy. Cái từ mở của cô thì là open. Thì từ này của cô sẽ là gì nhỉ? Open-minded. Again, open-minded. Very good. Next one. Cô có gọi là nhà không có gì ngoài điều kiện đúng không các bạn? Đó, tiền mà chỉ để giải thôi, giải cho vui tay đúng không? Thì đây là một người hào phóng được chưa nhỉ? Ok, cái lớp đọc nhá. Generous. Generous.
Very good. Tiếp tục. À, bức tranh tiếp theo này. I am always right. Tôi luôn luôn đúng. Đúng không nhỉ? Ok, thì những người nào mà không bao giờ chịu nhận mình sai, lúc nào cũng nhận là mình đúng, thì đây chính là những người những người cứng đầu. Và cô có từ cứng đầu là gì cả lớp ơi? Các lớp cùng comment cho cô nào. Stubborn. Very good, ghi nhớ là mơ nhá. Stubborn. Stubborn. Good job. Next one. Cô có, một người đang giơ tay này. Đó, một người đang giơ tay để vào trái tim. Một tay thề, một tay để vào trái tim. Ok, tức là người này chân thành. Cái gì cũng xuất phát từ trái tim đúng không các bạn? Đó, và cô có từ chân thành là gì nhỉ? Hai âm tiết nào. Yeah, sincere. Sincere. Again, sincere. Very good. Rồi, cái hành động khoanh tay này thì chắc hẳn chúng ta quá là quen thuộc rồi đúng không? Những người kiêu căng ngạo mạn. Và như đây, I'm just a lot better than you. Đó, tôi chỉ quá là hơn bạn thôi đúng không? Ok, rồi. Thì đây là những người rất là kiêu căng. Và cô có từ kiêu căng cũng là một trong số những từ khó nhớ này. Các bạn để ý cho cô nhé. Arrogant. Chúng mình hãy cùng phân các cái âm tiết của các cái từ này ra này. Cô có từ cố gắng chúng mình tưởng tượng, vừa học vừa tưởng tượng nhé. Arrogant. Ok. Arrogant. Arrogant. Very good. Next one. Rồi, cái từ này có nghĩa là gì đây các bạn ơi? Cái từ này có trong bảng vừa rồi không nhỉ? Trông lạ lạ đúng không? Trông anh này như thế nào? Thứ nhất, anh này đã là người trưởng thành chưa nào? Chưa biết, nếu bạn nào chưa biết thì đúng đúng với ý nghĩa của bức tranh này rồi đấy. Thực ra anh này là một người đã trưởng thành rồi, lái ô tô là trưởng thành rồi. Đó, nhưng mà trong cái thái độ của anh ta có giống một người trưởng thành không? Các bạn ơi, thái độ của anh ta có giống một người trưởng thành không? Đúng không? Vậy anh ta là một người có tính cách trẻ con. Đó, chúng ta hay kiểu trêu nhau là sao mày trẻ con ấy nhỉ? Đó, thì tính cách trẻ con các bạn cùng ghi cho cô nhá. Nó sẽ là childlike. Tròn môi này, childlike. Chấm âm 1. Ok, rồi, chính xác. Let's move on. Ok, chúng mình cùng chuyển sang phần tiếp theo nhá. About the question. Chúng mình sẽ học về cách hỏi về tính cách. Cô có hai mẫu như sau. Các bạn cùng nghe và thử điền cho cô vào dấu 3 chấm nhé. What words will you use to describe yourself? What words will you use to describe yourself? Ok, vậy dấu 3 chấm đầu tiên của cô là từ yourself. Bản thân bạn. Ở đây là gì? Bạn sử dụng những từ gì để miêu tả bản thân mình? Ở đây cô có từ miêu tả là describe. Cả lớp cùng phát âm lại này. Describe. Again, describe. Alright, so cả câu nhá. What words will you use to describe yourself? Very good. And number two. Ok, number two, các bạn cùng nghe và điền này. What is one personality trait that many people don't know about you? What is one personality trait that many people don't know about you? Ok, từ này của cô là gì? Từ này của cô đã xuất hiện ở những slide trước của cô rồi đó. Chính là từ trait, đặc điểm, tính cách. Ok, các bạn cùng ghi lại cho cô nhé. Các lớp phát âm lại này, trait. Và chúng ta hãy cùng phát âm cùng cô lại một lần nữa từ tính cách nhá. Cô có từ tính cách này, personality. Alright, personality. Cả câu này, what is one personality trait that many people don't know about you? Very good. Ok, chúng mình cố gắng nhớ thật là nhanh cho cô hai cách hỏi về tính cách. Ok. Và cách trả lời thì sao? Yeah, cách trả lời các bạn cùng nghe và điền cho cô những từ vựng còn thiếu tiếp theo nhé. Câu đầu tiên này. I'm kind and cheerful. I'm kind and cheerful. Rồi, từ kind của cô cũng là một từ vựng mang ý nghĩa về tính cách các bạn ạ. Nó là tốt bụng. Yeah, các bạn có thể ghi thật là nhanh thêm cho cô từ vựng về tính cách. Kind là tốt bụng. Và dấu ba chấm của cô chính là cheerful. Very good.
kind and cheerful. Đó, cách trả lời đầu tiên mình có thể trả lời luôn tính cách của mình. Và nhớ này, khi chúng mình trả lời về tính cách thì chả có ai là chỉ có duy nhất một tính cách cả, đúng không? Thế nên chúng ta hãy cố gắng liệt kê cho cô ít nhất phải là 3 tính cách hoặc là 2 tính cách nha. Okay. And the next one, I can be stubborn sometimes. I can be stubborn sometimes. Đây chính là tính cách gì nhỉ? Stubborn. Stubborn. Ừ. Cứng đầu các bạn ạ. Ok, có nghĩa là tôi có thể là một người cứng đầu một vài đôi lúc, để cho nhận đôi lúc tôi có thể là một người rất là cứng đầu. Ok. And the last one, I'm an open-minded person. Chính xác rồi, và từ person này của cô là chỉ người số ít các bạn nhé. Ở đây nghĩa là tôi là một người cởi mở. Ok, rồi. Các bạn cũng có thể thay cho cô những tính cách khác vào trong thay cho từ open-minded. Ví dụ như là tôi là một người thân thiện. I'm a reliable person. Tại sao ở đây open-minded mình lại dùng ân mà reliable mình lại dùng mạo từ là ơ nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn có biết không? Bạn nào biết không nhỉ? Hoặc là nhớ cái này là học rồi đấy, nhưng mà chẳng qua là chúng ta quên thôi. Thì rồi, chính xác. Thì là ở đây khi mà bắt đầu và đứng sau mạo từ mà là một từ bắt đầu bằng nguyên âm thì chúng mình sẽ dùng mạo từ ân. Còn nếu bắt đầu là phụ âm thì chúng mình sẽ dùng mạo từ ơ. Rồi, vậy cô ơi, em không biết đâu là nguyên âm, đâu là phụ âm. Thì cô có một cái tip nho nhỏ. Nếu để nói đúng ra thì nguyên âm và phụ âm chúng ta sẽ không được nhìn mặt chữ, mà chúng ta sẽ phải xét về phiên âm để nhận biết nguyên âm và phụ âm. Nhưng cô có một tip, cái này thì là nó chỉ mang tính chất tương đối thôi các bạn nhé, nó không có gì là tuyệt đối đâu. Rồi thì các bạn có thể nhớ nhanh cho cô cụm từ là uể oải, AEIOU. Ok, thì tất cả những từ đó, chữ cái đó nó sẽ thường mang phiên âm là nguyên âm các bạn nhé, trong từ những chữ cái cấu thành từ uể oải ấy, đó AEIOU. Ok, I'm an open-minded person, I'm a reliable person. Tương tự như vậy, hai câu trên thì các bạn cũng có thể thay một vài những tính cách khác mà phù hợp với mình và trong chỗ trống. Ok, rồi thì cô sẽ có đoạn hội thoại đầu tiên chúng ta có này. Một người hỏi, một người trả lời nhé. What words will you use to describe yourself? I'm open-minded, sincere, and cheerful. Đấy, các bạn để ý này, với những bạn nào mà muốn chỉ liệt kê hai tính cách thôi thì không nói làm gì rồi, dễ rồi, vì chúng mình sẽ nói rằng ví dụ như là I'm open-minded and sincere. Còn nếu từ 3 tính cách trở lên, ok, chúng mình muốn nói chi tiết hơn về tính cách của bản thân mình, từ 3 tính cách trở lên thì các bạn sẽ để and ở phía cuối cho cô nhé, tức là ở tính cách trước tính cách cuối cùng thì chúng mình sẽ để and ở trước tính cách cuối cùng. Chúng tránh lặp lại từ and quá nhiều. Ví dụ, What words will you use to describe yourself? Open-minded and sincere and cheerful and quá nhiều and nghe nó mệt mỏi đúng không? Chúng mình sẽ để and ở cuối cùng thôi. I'm cheerful, sincere and open-minded. Ví dụ như vậy. Ok, đến đây các bạn đã nắm rõ chưa nhỉ? Ok, so let's move on. Lần này thì chúng ta sẽ có thêm hai câu hỏi chi tiết hơn. Ok, asking about specific personality. Rồi, với câu đầu tiên này. Are you a humorous person? Ở đây nghĩa là gì đấy? Bạn có phải là một người humorous của cô là gì nhỉ? Hài hước các bạn nhé. Bạn có phải là một người hài hước không? Are you a humorous person? Okay, so next one. Cách hỏi tiếp theo, chúng ta có thể hỏi Do you think, bạn có nghĩ you are stubborn? Do you think you are stubborn? Bạn có nghĩ rằng bạn là một người cứng đầu không? Ok, bạn có nghĩ rằng bạn là một người có cứng đầu không? Ok, và các bạn có thể thêm thắt
à, các bạn có thể thay cho cô những từ tính từ khác. Ok, bây giờ cô sẽ thử hỏi các bạn nhé. Nếu cô muốn hỏi là bạn có phải là một người kiêu ngạo không, thì các bạn sẽ hỏi như thế nào nhỉ? Các bạn thử dùng mẫu, thử tự phát âm dùng mẫu câu thứ nhất cho cô nhé. Ok, thứ nhất chúng ta có tính từ kiêu ngạo sẽ là arrogant. Ok, arrogant. Vậy câu này chúng mình sẽ phải hỏi thế nào đây nhỉ? Are you an arrogant? Chính xác. Nhớ mạo từ an là chúng mình là đằng sau từ bắt đầu phải là nguyên âm các bạn nhé. Are you an arrogant person? Are you an arrogant person? Bạn có phải là một người kiêu ngạo không? Hoặc là do you think you are arrogant? Do you think you are arrogant? Bạn có nghĩ rằng bạn là một người kiêu ngạo không? Ok. Rồi. Với từ tính từ tiếp theo, ví dụ cô muốn nói là bạn có phải là một người dễ nổi nóng không? Đó, thì chúng mình sẽ dùng mẫu câu thứ hai như thế nào nhỉ? Do you think you are quick tempered? Do you think you are quick tempered? Do you think you are quick tempered? Và nhớ cái động từ to be are, các bạn rất dễ bị phát âm sai thành a, tức là are you humorous person? Nhớ các bạn phải dọc miệng cho cô vì đây là âm a dài các bạn nhé. Chắc là chúng mình học âm a dài rồi đúng không? Cố nhớ lại này, mồm chữ a, mồm chữ o, phát âm chữ a. Are you a humorous person? Do you think you are stubborn? Đó, tương tự như vậy. Ok, so next one. Ở đây cô sẽ có các cách trả lời tương ứng như sau này. Cả hai câu này thì cũng đều mang một ý nghĩa thôi, đó là bạn có phải là người này không, bạn có phải là người kia không. Thì trả lời bản chất cũng là dạng câu hỏi gì đấy các bạn ơi? Yes, no question. Đúng rồi, chúng ta có thể trả lời yes hoặc là no. Nhưng để tránh cụt lủn thì chúng ta hãy học những mẫu câu sau cùng cô nhé. Ok, mẫu câu đầu tiên này. Yes, when I try to defend my opinion. Yes, when I try to defend my opinion. Tức là gì đấy? Đúng khi mà tôi đang cố. Ok, cô có cụm từ try to cộng với một verb, là cộng với verb try cộng to verb, thì đây sẽ là chúng mình cố để làm gì nhá. Còn cái này ngoài lề một chút, nếu các bạn gặp từ try và đằng sau đi theo là dạng từ để verb in, thì đây sẽ là từ này sẽ mang ý nghĩa là thử làm một cái gì đó. Ok. Rồi, tiếp theo này, no, not really. No, not really. Cái từ not really của cô rất là hay. Nó có thể dùng được cho rất là nhiều trường hợp. Các bạn muốn nói là không thể, không hẳn. Ok. Không hẳn tốt mà cũng không hẳn xấu. Không hẳn tôi là một người nóng tính, hay là không hẳn tôi là một người kiêu ngạo. Not really. Ok. Tức là chúng ta không phủ nhận mà cũng không khẳng định nó. Ok. Rồi, tiếp theo này. Yes, maybe. Maybe là có thể, đây cũng là một từ rất là hay. Ok, để chúng ta tránh nói quá rõ ràng. Ok, maybe I'm rather stubborn at times là cái cụm từ cuối cùng của cô. Ok, stubborn của cô là gì đấy nhỉ? Cứng đầu. Ok, một vài lúc nhá. At times, times của cô đang để số nhiều, có nghĩa là tôi hay cứng đầu một vài lúc. Một vài lúc mà tôi là một người cứng đầu. Ok, có những lúc tôi là một người cứng đầu. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có thêm câu hỏi đã ghép vào trong đoạn hội thoại của chúng ta. Với cô sẽ đọc lại đoạn này đầu lại một lần nữa nhé. What words will you use to describe yourself? I'm open-minded, sincere, and cheerful. Are you a humorous person? Yes, maybe. Ở đây khi các bạn cố để ý này, rất nhiều bạn là chúng mình học bị máy móc, tức là sao chúng mình học y hệt như cái bảng này của cô. Nên nhớ này, ví dụ khi trong trường hợp câu đầu tiên người ta đã nhắc đến tính cách là humorous rồi, like I'm open-minded, sincere and humorous, thì lúc này liệu chúng ta có nên hỏi lại là are you a humorous person? Liệu chúng ta có nên hỏi lại câu đấy một lần nữa không nhỉ? No, nhớ là tránh nhá. Chúng mình sẽ phải hỏi một tính cách khác mà không xuất hiện ở trong cái câu trả lời của người đối diện. Ok. Now, okay, so let's move on. Câu thứ ba của cô, asking about good or bad traits,
lại xuất hiện từ trace của cô này. Từ trace này của cô có nghĩa là tính cách, đặc điểm, đúng không nhỉ? Nhớ lại nhá. Ok, thì ở đây câu đầu tiên của cô là would you like to be different? Would you like to be different? Bạn có muốn là một người khác, mà một người khác tính cách, có tính cách khác hay không? Ok. Và chúng mình cũng sẽ có cách trả lời tương tự như sau. À, đây cũng là một câu hỏi yes no question. Chúng mình cùng xem lại nhé và đọc lại với câu này, với cô này. Would you like to be different? Would you like to be different? Very good. Rồi, à, trả lời thì chúng mình sẽ có hai cách trả lời như sau. Một thì chúng mình nói yes, hai là chúng mình nói no. Ok. Và thường thì chúng ta luôn hướng tới những cái mặt tốt, đúng không? Con người thì ai cũng có tính cách tốt và tính cách tồi. Thì những tính cách tốt thì chúng mình phải phát triển, và tính cách tồi thì chúng mình sẽ phải thay đổi nó, đúng không nhỉ? Vậy thì cô sẽ có mẫu câu đầu tiên này. Yes, I don't want to be stubborn anymore. Tôi không muốn là một người gì các bạn ơi? Cứng đầu nữa. Ok. Yes, I don't want to be. Ở đây cái cụm want to của cô khi giao tiếp thì chúng ta có thể chuyển nó, giảm nó đi thành wanna, thành một từ luôn nhá. Wanna. I don't wanna be stubborn anymore. Nhưng nhớ cho cô cái cụm wanna chúng ta sẽ tuyệt đối không được dùng với văn viết. Khi các bạn viết thì các bạn phải viết đầy đủ. Là want to. Alright. And cách thứ hai này, I wish. I wish ở đây là từ nghĩa là gì nhỉ các bạn ơi? Từ wish. À, chính là ước, đúng không? Tôi ước. I wish to become more cheerful. Tôi ước tôi là một người vui vẻ hơn. Ok. Tôi ước tôi là trở thành một người vui vẻ hơn. I wish to become more cheerful. Very good. Alright. Rồi, vậy cô đã có thêm câu thứ ba vào trong đoạn hội thoại của chúng ta rồi. Chúng mình cũng đọc lại một lần nữa cho nhớ nhá. Chúng mình phải tập nói nhiều thì cái cơ miệng chúng ta mới quen được những âm tiết của người nước ngoài. Vì bản thân chúng ta sinh ra không phải để nói những cái âm này mà chúng mình là người Việt, chúng mình sẽ nói tiếng Việt, phải không? Đó, thế nên là chúng mình phải luyện thật là nhiều, luyện nói thật nhiều cũng như là luyện tai nghe để có thể làm quen được với cách phát âm của người nước ngoài. Ok. Rồi, cái đầu tiên này. What words will you use to describe yourself? I'm open-minded, sincere, and cheerful. Are you a humorous person? Yes, maybe. Would you like to be different? Yes, I don't want to be quick-tempered anymore. À, ở đây có xuất hiện một từ quick-tempered. Cái này chắc là các bạn nhớ rồi. Có từ quick đấy, là cái từ ấn tượng, đúng không? Quick là dễ, dễ nổi nóng. Nhanh là dễ nổi nóng, đúng không? Tiếp tục này. Câu hỏi số 4. Chúng ta sẽ hỏi về cả kiểu người mà các bạn thích và kiểu người mà các bạn không thích trong và xã hội. Asking about types of people. Cô có từ types là loại các bạn nhé, thể loại. Ok, rồi các bạn cùng nghe và điền cho cô vào chỗ 3 chấm này. So, what personality traits do you think is important in a good friend? What personality traits do you think is important in a good friend? Ok, cụm từ này khá là dài đúng không? Nhưng mà cũng có vẻ quen quen đúng không nhỉ? Vì lúc đầu cô đã có nhắc đến cụm từ này rất là nhiều rồi. Đó cũng chính là cái tên là chủ đề bài học ngày hôm nay của chúng ta. Personality. Chúng mình cùng phát âm lại với cô nhé. Personality. Tính cách. Đây chính là cụm từ chỉ tính cách. Ok, và câu này ý nghĩa là gì đây? Bạn nghĩ tính cách nào là quan trọng nhất với một người bạn tốt, đúng không? Ok, tức là một người bạn tốt thì sẽ có tính cách nào? Ok, tính cách nào là quan trọng nhất, cần phải có nhất? Đó, theo các bạn thì sao? Các bạn thử comment cho cô những tính cách bằng tiếng Anh mà các bạn nghĩ rằng một người bạn tốt cần phải có. Ok, các bạn thử comment cho cô thật là nhanh nhé. Được chưa nhỉ? Ok, chắc hẳn các bạn đã có câu trả lời của riêng mình rồi. Ok, với cô thì đây chính là câu trả lời của cô. Các bạn thử nghe và đoán xem đây là tính cách gì nhá. Ok, I like someone who is humorous like me. I like someone who is humorous like me. Ok, đây là từ gì nhỉ?
Oh, cô có từ humorous, ok. Xin phép các bạn là vứt hết liêm sỉ để tự nhận mình là vui tính, ok. Thì ở đây cô có từ humorous có nghĩa là vui tính nhé, và cụm đằng sau của cô là like me có nghĩa là như tôi. Đó, tôi thích những người mà có tính cách mà vui tính như tôi, hài hước như tôi, ok. Thì các bạn có thể có hoặc không cụm từ like me, các bạn có thể chỉ cần trả lời là I like someone who is humorous. I like someone who is humorous. Ok. Các bạn đến đây các bạn đã hiểu bài chưa nhỉ? Yes or no? Very good. Oh. Right, so tập hợp lại thì chúng ta hôm nay học 4 mẫu câu. Ok, 4 mẫu câu này thì các bạn nhớ cố gắng luyện tập và thay thật là nhiều những cái tính từ chỉ tính cách để chúng mình thuộc hơn nhá. Cô sẽ đọc lại một lần nữa này. What words will you use to describe yourself? À, bạn dùng những từ gì để miêu tả bản thân mình? Ok. Nên là từ words của cô có số nhiều này. Đó. Chỉ vì một người chúng mình có rất là nhiều tính cách mà. I'm open-minded, sincere and cheerful. Đó. Are you a humorous person? Yes, maybe. Would you like to be different? Yes, I don't want to be quick-tempered anymore. What personality traits do you think is important in a good friend? I like someone who is humorous like me. Ok. Rồi về nhà thì chúng ta cố gắng luyện tập cho cô thuộc lòng, thậm chí cố gắng chúng mình hãy tìm những partner cho riêng mình, tức là những bạn là dù những bạn mà hiện tại vẫn còn vẫn đang mình đang không có việc gì làm, đang nghỉ Tết đúng không? Và kiếm miếng bánh chưng, ăn miếng bánh chưng đó, thì các bạn hãy rủ nhau luyện tập, thậm chí là quay video đó. Một người, cô biết là chúng ta đang dịch thế này thì gặp nhau hạn chế đúng không, nhưng thì chúng ta có thể quay video và luyện tập cái đoạn hội thoại này với partner của mình để thuộc hơn mẫu câu nhá. Ok, giờ thì chúng mình sẽ cùng đến bài tập thứ nhất. Rồi, ở bài tập này cô sẽ đọc và các bạn sẽ điền, nghe và điền cho cô dấu ba chấm, từ vựng mà còn thiếu. Alright, so các bạn đã chuẩn bị giấy bút chưa nhỉ? Ready, yes or no? Go. Well, I think I am stubborn and quick-tempered. Do you think so? As people think about you, I think you are quick-tempered. Okay. Again. Well, I think I am stubborn and quick-tempered. Do you think so? As people think about you, I think you are quick-tempered. Okay. Cái này thì dễ rồi đúng không nhỉ? Ở đây cô có cụm từ stubborn, chính xác. Well, I think I am stubborn and quick-tempered. Tôi nghĩ là tôi là một người cứng đầu và nóng tính. Bạn có nghĩ vậy không? Do you think so? Các bạn cố gắng lên giọng ở cuối câu với những từ yes, no question, những từ những câu hỏi yes, no nhé. Ok, so bạn B trả lời này. As people think about you. Ok, vậy cô có từ think. Ok, như là mọi người nghĩ về bạn thì tôi nghĩ bạn nóng tính, được chưa nhỉ? Ok, dễ nổi nóng, quick tempered. Rồi, cái này thì chắc là dễ rồi. Cô tin là sẽ nhiều bạn điền được cả cụm từ này rồi. Còn nếu bạn nào mà chưa điền được thì chúng mình cố gắng này học bằng hình ảnh. Đó, học bằng hình ảnh. Hãy tưởng tượng đến hình ảnh. Ví dụ cái từ quick tempered nó dài quá cô ạ, em không khó nhớ quá. Thì em hãy đọc, và khi đọc thì em nhớ đến những người mà nóng tính. Thậm chí em có thể làm body language để dễ nhớ hơn. Ví dụ quạt này, nó sẽ nóng tính, nóng thích quạt, được chưa nhỉ? Ok. So, let's move on. Bài tiếp theo nhá. Ok. Bill, bên này đến nhân vật Bill. What personality traits do you think is necessary in a good friend? What personality traits do you think is necessary in a good friend? I think a good friend needs to be reliable. Oh, I think so too. All right, so one more time. What personality traits do you think is necessary in a good friend? I think a good friend needs to be reliable. Oh, I think so too. Okay,
Từ đầu tiên thì cô tin là vẫn sẽ có nhiều bạn biết từ này. Ok, như từ này thì nó chưa xuất hiện ở trong bài vừa rồi của chúng ta. Nó cũng bằng với từ important, ok, cần, và nó nghĩa là cần thiết nhé. Ok, thay vì chúng mình hỏi là what personality traits do you think is important in a good friend, chúng mình có thể thay từ important thành từ necessary. Alright, next one. I think a good friend needs to be reliable. Oh, reliable. Các bạn đã nhớ ra đây là từ gì chưa nhỉ? Cô gợi ý này. Nó sẽ đối lập với từ hustle. Reliable. Dấu, dấu chéo nhau này. Hustle. Chính xác rồi. Nó là thân thiện. Ok. Và không thân thiện của cô sẽ là hostile các bạn nhé. Chúng mình cùng đọc lại một lần nữa này. Hostile. Hostile. Very good. Và câu cuối cùng, oh, I think so too. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ok. Rồi, chúng mình cùng đến với bài tiếp theo. Anna, do you want to be different? Well, I don't want to be stubborn anymore. What kind of people do you like? I think I like someone who is sincere. One more time. Anna, do you want to be different? Well, I don't want to be stubborn anymore. What kind of people do you like? I think I like someone who is sincere. Okay, rồi, giờ các bạn cùng điền với cô nào. Do you want to be different? Ok, cô có từ different, bạn có muốn trở nên khác khác đi không? Well, I don't wanna be stubborn anymore. Oh, cái cụm từ này xuất hiện khá là nhiều đúng không? Ok, stubborn, cứng đầu các bạn nhá. Cô tin là đến giây phút này là nhớ cái từ này lắm rồi. Ok, so what kind of people do you like? Bạn thích cái kiểu người nào mà bạn thích? Đó. I think I like someone who is sincere. Nào, có nhớ cái từ sincere không? Cô sẽ đặt hành động của cô là cô để tay vào trái tim này. Đó, mọi việc làm đều xuất phát từ trái tim. Nó là người rất là ok, sincere, cô có cụm từ sincere đó, chân thành, ok. Rồi, tiếp tục này. Ở đây ra từ này cô tin là các bạn đều điền đúng hết rồi. Ok. Right, so next one. Cô có một bài như sau, ok, và cô muốn các bạn cùng làm bài này cho cô. Rồi, với bài tập tiếp theo thì cô sẽ có một bảng như sau và các bạn sẽ cùng nghe và điền cho cô những từ thích hợp. Ở đây thì người ta đã cho mình sẵn từ rồi. Nhiệm vụ là mình xếp nó vào chỗ trống phù hợp. Ok. Ở đây cô có important, humorous, sincere, arrogant, think, trade, laugh, and generous. Nào, cùng nhớ lại cho một lần nữa ý nghĩa của những từ này nhé. Ok, so ready, yes or no? Go. Are you a humorous person? Yes, maybe. I often make my friends laugh. Also, would you want your friend to be arrogant? Well, I do not think so. How about you? What personality traits do you think is important in a good friend? I think a good friend should be sincere. I think that no one should lie. That is one personality trait that many people don't know about you. I think I am quite generous because I like giving presents to my friends. Okay, được chưa nhỉ? So one more time. Are you a humorous person? Yes, maybe. I often make my friends laugh. Also, would you want your friend to be arrogant? Well, I do not think so. How about you? What personality traits do you think is important in a good friend? I think a good friend should be sincere. I think that no one should lie.
What is one personality trait that many people don't know about you? I think I am quite generous because I like giving presents to my friends. Ok, rồi chúng mình cùng chữa với nhau các bạn nhé. Đầu tiên này, đáp án của cô nào, các bạn thử thật là nhanh comment cho cô ở phía dưới đáp án của các bạn nào. Are you a humorous person? Ok, one more time. Humorous. Cô có từ hài hước. Ai cũng muốn được trở thành người hài hước đúng không? Ai cũng thích ở gần những người hài hước. Rồi, B. Yes, maybe I often make my friends laugh. Ok, từ laugh của cô chính là gì? Nó có phải là cười mỉm không các bạn? Yes, nó là cười lớn các bạn nhá. Ok, cười sảng khoái. Also, would you want your friend to be arrogant? Ok, ở đây chính là từ arrogant. Kiêu ngạo. Well, I do not think so. Vẫn là cụm từ I don't think so. Vẫn trước chúng mình học đúng không? Đây là tôi không nghĩ như vậy. Đúng không? Chả ai muốn có một người bạn chảnh cún cả. Phải không? Alright, so how about you? What personality trait do you think is important in a good friend? Important. Ok, ở đây bình thường trong từ điển người ta sẽ đọc là important. Nhưng khi giao tiếp thì người nước ngoài có thói quen giảm âm. Và từ này cô sẽ đọc là important. Ok, one more time. Important. Very good. I think good friend should be sincere. Oh, great. Một người bạn tốt thì nên là một người chân thành. Xác rồi. Very good. I think that no one should lie. What is your personality trait? Yes. Đó là từ đặc điểm của cô. That many people don't know about you. Mà mọi người chưa biết về bạn. I think, và từ cuối cùng, generous. Okay, so good job, guys. And this is the end of our lesson today. If you have any question, please type down for me so I can answer you as quick as possible. All right, so goodbye, guys. See you next time.